Con đi học trường nào con nói lại đi. Nhị Tân. Nhị Tân. Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Trời ơi, giỏi vậy. Rồi mỗi ngày con đứng đây gõ bao nhiêu lâu? Lớp 3 rồi. Mỗi ngày con đứng đây gõ bao nhiêu lâu? Chín giờ rưỡi. Dạ. Hai chú bé kia đứng ra cho chú Tiểu gõ chuông. Dạ. Con có nhìn thấy tay của chú có hình không? Con thấy sao? Thấy con chim không được. Bên đây là con gì? Con cú mèo. Con cú mèo. Bye bye nha, bye bye chú Tiểu nha.